Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đây là con đài Sony ZFS88. Con này hình thức còn rất là đẹp anh em nhé. Đã được chúng tôi lau dọn và cân chỉnh cho nó chạy chuẩn. Tôi sơ qua về con đài này cho anh em xem này. Thứ nhất là về hình thức. Về hình thức con này còn rất là đẹp. Tôi quay cận cảnh cho anh em xem này. Rất là đẹp nhé. Đẹp xuất sắc này. Đấy. Về cái khoai sách này. Rất là mới anh em nhìn nhé. Rất là mới. Cửa băng này. Đang rất đẹp. Đấy, quay kỹ cho anh em xem này, rất là đẹp. À, đa số anh em dùng những cái đài như này ấy, thì anh em đều biết về cái hãng Sony, nó là một cái hãng rất là nổi tiếng về âm thanh cũng như là hình ảnh. Anh biết ngày xưa thì về hình ảnh Sony thì rất là đẹp. Và âm thanh của Sony thì rất là chất, có những âm thanh nổi, âm thanh hi-fi các thứ đấy rất là chất, nhưng mà đặc trưng là những cái dòng radio cassette như những cái dòng này thì âm thanh nó là cực kỳ đỉnh, mang lại cho chúng ta những giây phút thư giãn cũng như những giây phút được thưởng thức những cái dòng âm nhạc nó mang tính chất là mộc mạc. Tôi sơ qua về các tính năng của cái đài Sony này. Thứ nhất là về băng nó có các chế độ của băng băng tab 1, băng tab 2, tab 3, tab 1, tab 2 và tab 5. Tab 5 tức là băng metal đấy. Băng tab 1 hay là chúng ta còn gọi là băng Normal. Đa số các đài chúng ta có các chức năng như băng Normal hoặc băng Metal. Đấy, băng Chrome. Đấy. Đây chúng ta chạy những cái băng nào để chúng ta cho nó vào đây thì nó sẽ phát huy được, ấn những nút nó vào nó phát huy được những cái tiếng âm thanh hay nhất, chân thực nhất. Không mấy khi chúng ta có cái băng Tab 4, Tab 5 rồi. Đây nó ghi là Tab 5 nhưng mà chưa có, đa số là Tab 4 và băng Metal. Tab 5 thì rất là hiếm trên thị trường, Tab 4 đã hiếm rồi. Tab 5 thì tại sao ở đây họ chỉ ghi Tab 1, Tab 2 và Tab 4? Đây xin lỗi quý vị, đây là Tab 4. Tab 1, Tab 2 và Tab 4. Tức là đầu tiên là họ sản xuất ra cái băng Tab 1. Sau đó họ cải tiến lên Tab 1 là băng Normal. Đấy. Sau đó họ cải tiến lên băng Tab 2 là băng sắt và chrome. Đấy, tức là cái hỗn hợp là họ tạo, họ tráng lên cái dây băng ấy, là họ tạo nên cái băng tab 2, nó cải tiến một chút về âm thanh của cái băng tab 1. Sau đó họ đến, họ làm đến cái băng tab 3. Cái băng tab 3 thì nó có một số các chất nó làm cho cái băng nó nhanh bị hỏng hoặc là nó nhanh mòn đầu từ. Chính vì vậy là cái băng tab 3 họ chỉ ra được một số cái băng tab 3 thôi. Sau đó họ ngừng, họ không sản xuất nữa vì cái băng tab 3 nó bị lỗi. Nó bị lỗi về chất lượng, nó dẫn đến mòn đầu từ rồi một số các tính năng khác là cái băng tab 3 họ không sử dụng nữa. Nên lên trên các đài, đặc biệt những cái đài này không có bao giờ có băng tab 3. Đó. Họ chỉ có một tab 1, tab 2 và tab 4. Đấy, cái băng tab 4 thì trên thị trường là nó rất là ít. Băng tab 4 là cái băng rất là nặng, cái băng nặng lắm đấy. Mà hay còn gọi là cái băng metan, nhưng mà cái băng metan thì một số cái băng gọi là băng họ làm băng metan đấy, nhưng mà nó không được như tab 4. Cái băng tab 4 là cái băng rất là nặng. Đây tôi cho tiện thể đây, hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị cái băng tab 4 đây. Đây quý vị nhìn thấy băng có chữ ghi là tab 4 này. Đấy, cái băng này nó nặng, rất là nặng về trọng lượng ấy. Nó nặng phải gần gấp đôi cái băng thường, gần gấp đôi cái băng thường. Anh em nào mà
chơi sâu về băng cassette anh em sẽ đã hiểu sẽ hiểu được cái băng này. Cái băng tab 4 này trên thị trường rất là hiếm. Đó, nó rất là hiếm và bán thị trường có bán thì khá là đắt. Có những cuốn băng tab 4 như này họ bán trên 1 triệu một cuốn băng. Trên 1 triệu cuốn băng này. Băng tab 4 này rất là hiếm, không mấy khi chúng ta gặp đâu. Đó, nên là nhiều người họ không chơi cassette hay họ có cái băng tab 4 họ không coi ra gì cả, có thể là họ vứt qua cái quật đó, có thể họ vứt đi. Thế nhưng mà thực ra cái băng tab 4 này là băng rất là quý này. Băng tab 4 này băng rất là quý. Những cái đa số những cái băng này là ở những cái đài của Nhật mang về, thường thường họ có để trong những cái đài của Nhật những băng tab 4 này. Và những người chơi là những người chơi rất là hiểu biết thì họ mới chơi những băng tab 4 này vì giá thành nó rất là đắt. Giá thành nó đắt gấp 5 gấp 6 lần những cái băng thường kia. Đấy, như cái băng này chẳng hạn này. Băng này nó chả có cái giá trị gì cả. Đấy. Nó không có giá trị bằng những cái băng này. Băng tab 4 này là băng của Nhật sản xuất này, rất là tốt này. Băng rất là tốt mà băng tiếng các bạn nghe này rất là hay. Băng này nó rất là ngắn, có 46 phút thôi. Đấy, không như cái băng này là băng 90 phút. Đấy, thế trên những cái đài ấy nó chỉ có tab 1, tab 2 và tab 4. Đấy, cái băng tab 4 này khá là hiếm nên thị trường mà không có mấy cái băng tab 4 này. Nên là anh em nhìn thì khi trên cái đài nó như cái đài này thì có tab 1, tab 2 và tab 4, không bao giờ có tab 3. Nên cái băng tab 3 là họ triệt tiêu, họ không sản xuất nữa, vì cái băng tab 3 nó chỉ có mấy cuốn băng và nghĩ trên thị trường bây giờ là cái băng tab 3 nó không bao giờ có nữa. Mà chắc chắn là chúng ta cũng không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Vì cái băng ấy có thể là họ đã thu hồi hoặc là họ không sử dụng nữa, họ bỏ cái băng ấy đi. Đó. Họ bỏ cái băng ấy đi. Quay lại với con đài Sony CFS88 này nhé. Đấy. Các tính năng này, tua đi tua lại hoặc là play của con này rất là tốt. Đấy. Đấy. Thì ở đây nó có mấy chức năng này. Chức năng của con đài này này. Thứ nhất là tab này, đây là nút mở nguồn nhé. Đây là nút mở nguồn này. Đấy, nút mở nguồn này. Đây là và nút này, nút nó chuyển sang nghe cassette tab. Nút này là nút radio, nút này là nút lay và phono. Các bạn nghe đĩa than phono thì các bạn bấm vào đây. Ở đằng sau nó sẽ có cái nút chuyển là nghe đĩa than hoặc là từ các thiết bị khác như đĩa CD hoặc là các thiết bị khác. Các bạn cắm vào đằng sau, nó có cái đường vào, bạn bấm vào đây. Bạn nghe radio thì các bạn bấm vào đây. Radio thì chúng ta có 4 băng tần ở đây. FM này, AM này, sóng 1, FM1, FM2. Đó là 4 cái băng tần của radio. Thì chúng ta nghe radio thì chúng ta sẽ xoay ở đây. Sẽ xoay, đây là cái ống tu lịch để chúng ta dò đài. Đó, chúng ta dò đài. Chúng ta chuyển ở đây. Cái nút này là nút volume to nhỏ. Đấy, ở đây nó có chỉnh ba lăng. Chỉnh mic của chỉnh mic này. Volume to nhỏ mic. Đây là chỉnh bass và chỉnh tép. Ba tép đây. Đấy, anh em nghe cassette đây, nhầm bấm này. Cassette thì nó có stop, play, tua đi tua lại, nút rec và nút power. Ở đây nó có cái nút nhỏ nhỏ này nữa là nút rec multi, tức là khi mình ghi băng mình muốn không cho nó nói nữa thì chúng ta bấm vào cái nút này xuống để ghi băng nó không kêu nữa. Đấy là về các tính năng của con đài này. Con đài này bắt FM thì thiết kế với cái anten nó như thế này. Anten này chúng ta có thể rút ra dài đi, rút rất dài đi. Đấy, khi để rút thẳng này thì nó sẽ rút ấn lại thì nó sẽ tụt vào trong này, nó sẽ tụt vào trong này như thế này. Đấy, còn chúng ta rút cái băng này lên, rút cái này lên thì nó sẽ xoay được. Khi cái đầu này nó tụt lên trên này chúng ta sẽ xoay được này. Đấy, còn không thì nó sẽ tụt xuống dưới. Đấy, thì chúng ta sẽ xoay được các hướng, xoay đi đâu thì xoay, xoay bao giờ bắt được dài thì thôi. Đấy, anh em có thể xoay đi các hướng được. Cái này là họ thiết kế như vậy nhá. Còn cái quai sách này ấy, thì anh em phải ấn nó xuống thì mới gập lại đây. Bình thường là chúng ta không gập lại đằng sau này, chúng ta phải ấn nó xuống, ấn nó xuống cái rồi chúng ta gập lại. Đó, gập lại. Khi mở lên thì chúng ta cứ mở lên là, ấn nó xuống rồi chúng ta gập nó lại. Tiếp theo là về phần loa. Về phần loa của con đài này,
là nó có bát 20, thông số kỹ thuật của nó là bát 20, tép 5 cm. Đó, 5 cm. Hộp tép thì nằm phía bên ngoài của phần cái màng loa này. Đó. Về cái loa của cái đài này, về cái phần đài này họ thiết kế đấy là một cái vali gập lại. Chúng ta mở cái khóa đằng sau này ra này và chúng ta gập cái loa này lại. Đấy, chúng ta gập cái loa này lại và cái loa bên kia cũng vậy, chúng ta gập lại thành một cái vali và chúng ta rách. Cái đài này nó không thiết kế cái dạng như là dây rắc để liên lạc giữa cục máy và cái loa. Đấy, nó không thiết kế cái dây rắc mà họ truyền âm thanh qua hai cái bản lề này, truyền tín hiệu qua hai cái bản lề này. Khi chúng ta nhấc cái loa này lên là nó ra khỏi và nó không nói được nữa. Khi chúng ta cắm nó lại thì nó sẽ tự động nó truyền. Đó, tự động nó truyền lại cái âm, tự động nó kết nối giữa cục đài và cái phần loa của nó kết nối qua hai cái bản lề này. Khi chúng ta mở nó ra, chúng ta chỉ cần đẩy phát đằng sau là nó tự cái khóa của nó tự khóa lại, nên chúng ta không nói lại nữa. Đó, nó là như vậy. Hai cục hai bên đều như nhau nhá. Rất đơn giản thôi. Cái đài này được sản xuất năm 1980-1981 là họ ra cái đài này. Và hiện tại đến bây giờ ngót 40 năm rồi, trên 40 năm rồi. Đấy, thì con đài này hiện tại đối với cửa hàng chúng tôi là con đài rất là đẹp. Và con đài này với chúng tôi là rất là đẹp. Anh em có thể chơi, trưng bày hoặc là sử dụng. Đấy, một con đài cổ rất là đẹp. Một con đài này nó khá dài nhá. Đấy, anh em nhìn tôi gang này, nó cũng xít xoát 5 gang là tầm khoảng xít 1 mét. Đấy, con đài là xít 1 mét nhé. Đấy, con đài chiều ngang rất là mét, chiều cao nó 25 cm. Đấy, chiều sâu đây, nó có hình dáng như thế này. Đó. Trước sau con đài này rất là đẹp anh em nhé. Trước sau rất là đẹp. Bác nào chơi con đài này thì rất là hay và rất là ý nghĩa, độc, con này rất độc. Cũng không mấy khi chúng tôi về được con đài nó hình thức nó còn đẹp như thế này. Con đài này khá là đẹp. Anh em nhìn rất là đẹp này. Đèn của nó màu vàng rất là đẹp. Các giải ghi sóng tần số của nó ghi ở đây, thiết kế rất là đẹp. Tắt đi này. Đấy, cái đèn này nó thiết kế rất là đẹp nhé, anh em nhìn rất là đẹp. Đấy, nó lên nhé. Con đài nó có chế độ nhớ bài, anh em có thể đang nói này, anh em tua đi. Đấy, tua đi nó đến cái bài sau, nó sẽ hết cái bài nó sẽ tự nó stop. Đấy, nó sẽ play. Đấy, nó tự nó play luôn. Đấy, anh em tua lại cũng vậy nhá. Đấy, tua lại cũng vậy này, nó tua lại hết một bài, hết cái bài đấy rồi nó lại play cho anh em. Đó, rất là hay. Tua bên này cũng vậy nhá anh em. Biết là nó không có dây, nó chỉ truyền âm thanh qua, truyền dây tín hiệu qua hai cái bản lề này. Này âm thanh rất là lớn nhé, anh em nghe thoải mái. Nói chung là anh em mà đã chơi những cái dòng đài này thì không quan tâm mấy âm thanh lớn, nó không cần lớn cũng lớn quá, nó không cần âm thanh lớn quá để nghe, để thưởng thức, để thưởng thức âm thanh cổ thì chứ không phải để nghe cái dòng bạo lực được.
xịt tốp này, da bằng này, bằng nó đây. Hiện tại con này rất là đẹp này, đầu từ còn khá tốt, đầu từ còn rất là tốt, rất là mới anh em nhé. Quay rất sát vào này, mặt phay nhôm rất là đẹp, không có chảy xước gì đâu, mặt phay rất đẹp nhé. Mặt phay rất là đẹp. Hai đồng hồ vu vẩy. Đấy, có hai đồng hồ vu vẩy rất là đẹp. Sony. Niềm mơ ước của rất nhiều người không tìm được con đài này đấy. Nhiều người họ có tiền cũng không tìm được con đài đẹp như thế này để mua đâu. Đấy. Vì trên thị trường những con đài này mà bán mới thì nó cũng không còn nữa. Chỉ có những con đài chúng tôi sưu tầm được ở bên nước ngoài, ở bên Nhật, họ bán trên các trang ở bên Nhật, chúng tôi mua được những con đài này về đấu giá trên mạng. Đấu giá là những con đài này mang về để dùng. Chứ còn ở Việt Nam chúng ta thì để kiếm những con đẹp cái này thì chắc là họ có thì họ cũng để dùng, chứ họ không bán nữa đâu. Ai họ có những con đài này thì họ để họ dùng thôi, không bán nữa. Con đài này các chức năng, các tính năng hoàn hảo, nói rất là tốt. Con đài này điện 100V anh em nhé. Con đài này chạy điện 100V nguyên zin, zin nguyên bản, điện 100V. Bây giờ tôi quay đằng sau cho anh em xem. Đấy, tôi gấp nó lại. Khi chúng ta tháo nó ra thì cái khóa này chúng ta ấn nó vào. Đấy, là nó sẽ tụt vào bên trong để nó tránh nó gãy. Khi chúng ta tháo ra để xách đi hoặc là di chuyển thì chúng ta khóa nó lại. Đấy, khóa nó lại. Đấy. Đấy, chúng ta khóa nó lại như vậy. Khi chúng ta dùng thì chúng ta mở nó ra, chúng ta đút cái này vào đây, ấn nó vào thì nó thẩm mỹ và nó không bung ra được, nó đẹp. Còn khi chúng ta cần di chuyển hoặc là gấp nó lại thì chúng ta đưa cái khóa này vào và chúng ta khóa nó lại, vậy chúng ta xách đi thôi. Đấy, rất là cân. Đây, mặt đằng sau đây, con này rất là đẹp nhá anh em, nhìn mặt trước và mặt sau của nó rất là đẹp. Từ cả đến cái dây nguồn của nó cũng là dây Sony xịn. Đấy, dây Sony xịn. Đấy, anh em thấy nhá. Chứ riêng đặc biệt cái hàng Sony này thì anh em mà cắm những cái dây số 8 và dây khác loại Sony là nó không vào đâu, nó không vừa đâu. Đây, các ở bên trong đây. Ở bên trong này thì nó có đường ra loa. Đường ra loa và đường line in cũng như là phono vào lối này. Đường này là đường ra, tức là anh em có thể cắm từ hai cái đường này ra các thiết bị khác như âm ly đó, hoặc là truyền qua một cái đài khác. Đấy, đây là đường ra, còn đây là đường vào. Đường vào này là chung của phono và line. Đấy, thì anh em chuyển bằng cái nút này, anh em nghe đĩa phono, đĩa thang thì anh em bật ở xuống bên dưới, còn anh em nghe đĩa CD hoặc là từ TV, điện thoại các thứ thì anh em bật lên bên trên như thế này đó, mặt xuống ở bên lên. Đó. Đây là đường ra, anh em có thể cắm thêm đôi loa khác vào đây. Đấy. Còn đây là hai lỗ để anh em cắm mic, micro.
Còn cái chỗ này là anh em vặn là cái đĩa than thì chúng ta nó có một cái dây mát, chúng ta vặn nó vào đây. Cái lỗ này là để cắm anten. Đấy, cắm anten anh em có thể cắm cái anten rời khác vào đây. Đấy, thông số kỹ thuật của Sony nó ghi hết ở đây. Sony CFS88 100V 22W. Đấy, điện 50-60Hz Made in Japan. Đấy, những con đài này là nó dập thẳng trực tiếp ở đây. Chúng ta không sợ phải mua hàng nhái hay hàng gì cả. Tất cả là họ không thể làm được cái này. Và cái bên này là chỗ để pin. Anh em lắp vào đây là 10 quả pin đại nha. 10 quả pin đại anh em lắp vào đây. Đấy, 10 quả pin đại. Cái lỗ này là lỗ cắm nguồn DC 12V. Nói chung là về tổng thể con đài này rất là đẹp. Tứ hành vi đây. Rất đẹp nha. Anh em không thể chê cái nó cái điểm gì cả. Đây là cái nút bẩn thôi, không phải gì cả. Bẩn chúng ta lau đi là hết thôi. Anh em không chê được con này điểm gì nha. Chữ Sony rất là đẹp. Và đấy, đằng trước đằng sau. Bốn hành vi. Bốn cạnh. Anh em có thể dùng hoặc anh em sách di chuyển đi chơi nó như một cái vali. Nó như một cái vali. Rồi anh em có nhu cầu dùng thì xin alo cho tôi. Số điện thoại tôi để ở phần giới thiệu. Xin anh em quan tâm những sản phẩm của Cương Audio thì xin hãy bấm theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video hay nhất và những sản phẩm mới nhất để đưa đến quý vị một cách kịp thời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị vui vẻ, hạnh phúc và tìm được cho mình một thứ gì đó là cái đồ chơi hoặc là những cái đồ làm kỷ niệm ở cửa hàng Cương Audio. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau.